Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình làm clip test ánh sáng của ống Kenzo V9 trên chiếc xe Mitsubishi Zinger đời 2008. Đây là chiếc xe cũng đã 10 tuổi rồi, nhưng mà khi mà gắn đèn LED lên thì khá là sáng, ánh sáng tăng gấp đôi so với bóng đèn zin 55W. Đây là bóng Kenzo V9 có chức năng điều chỉnh tiêu cự tự do, giúp cho cos pha rất là hài hòa. Ánh sáng cos thì bám đường rất là tốt. Hiện tại bây giờ mình đang bật bóng đèn cos. Đây là phía trước của chiếc Mitsubishi Zinger 2008. Mẫu xe này rất là giống xe Innova. Đây là ánh sáng phía trước của Mitsubishi Zinger gắn cặp bóng đèn Kenzo V9. Đây là ánh sáng cos. Bóng Kenzo V9 là phiên bản mới nhất 2018, có chức năng điều chỉnh tiêu cự tự do, giúp cho bóng đèn cos pha, giúp cho ánh sáng cos pha rất là hài hòa. Các bạn có thể so sánh được với bóng zin 60W của chiếc xe mới vừa chạy qua, thì bóng Kenzo V9 sáng hơn gấp nhiều lần, và ánh sáng bám hết xuống đường, không có gây chói mắt người đối diện. Mình sẽ quay từ phía sau cho các bạn coi ánh sáng của bóng đèn Kenzo V9 lắp trên Mitsubishi Zinger 2018. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0979 840 890 hoặc địa chỉ số 12 đường 8, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là anh chủ xe, anh nói là quay ảnh vô để cho sau này ảnh có thể giới thiệu cho các bạn bè của ảnh. Anh rất là thích bóng Kenzo V9 và hôm nay quyết định ghé lắp shop mình tại số 12 đường 8, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể liên hệ số điện thoại 0979 840 890. Mình có nhận lắp đặt ngoài giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật thì mình lắp nguyên ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin hẹn gặp lại ở các clip sau. Các bạn có thể so sánh với một chiếc xe hơi đang chạy kế bên thì ánh sáng có thể nói là gấp đôi. Cảm ơn và xin chào tạm biệt.